Xin chào quý bà con, hôm nay chúng tôi sẽ mời quý bà con cùng xem chức năng nghiền của máy xay sát gạo Takeo TK200 dùng hộ gia đình sử dụng điện 220V. Với dòng xay sát gạo gia đình Takeo TK200 thì chúng ta chỉ cần bật công tắc đảo chiều để chuyển chế độ từ đang sát gạo chuyển qua nghiền hay từ nghiền chuyển qua sát gạo. Sau khi chúng ta cắm điện và bật CB, khởi động nút nguồn để cho đầu nghiền chạy. Sau đó chúng ta sẽ đổ nguyên liệu vào để nghiền. Đầu nghiền của máy sắt gạo Takeo TK200 có thể nghiền được các loại hạt lúa, hạt bắp, các loại hạt đậu, ngô, khoai, sắn, phơi khô ra dạng cám dành cho gia súc, gia cầm, thủy hải sản ăn được. Đây là hình ảnh thực tế khi chúng tôi đang test cho khách hàng tại Long An. Nguyên liệu đang được nghiền là hạt lúa. Khi sử dụng máy, chúng ta có thể đổ liên tục vào để cho máy nghiền. Năng suất của máy là từ 80 đến 150 kg trên giờ. Đi theo máy có hai loại sàng, sàng 1 ly và 2 ly. Bà con tùy chọn để sử dụng phù hợp với nhu cầu của mình. Hiện tại chúng tôi đang nghiền sàng 1 ly cho bà con xem. Đây là nguyên liệu nghiền từ lúa ra. Dạng cám rất nhỏ mịn, phù hợp cho gia súc gia cầm ăn. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.